Vâng, xin chào quý vị các bạn. Tôi có một đôi loa dàn mini Onkyo. Như đây là một đôi loa phân khúc cao cấp nhá. Nó xịn sò hơn, nó đẹp hơn những đôi loa bình thường tôi bán giá 1,2, 1,4, 1,1 triệu đâu kia. Đôi này nó ở bộ dàn đắt hơn rất nhiều. Tôi bán giá rẻ thôi, 1,4 triệu đồng cho các bác. 1,4 triệu đồng. Tôi sẽ mở nắp ra và các bác cùng cảm nhận. Hình thức thì còn tương đối đẹp luôn. Nắp che e căng đầy đủ. Bác nhìn cái kiểu dáng thiết kế loa rất sang trọng cao cấp. Loa này bát tầm 12 hoặc 13 gì đó. Một loa bát, một loa mid. Lỗ thông hơn phía dưới. Bãi zin luôn, xịn sò luôn. Màu gỗ sang trọng. Tôi đang đặt vào một thùng hàng để gửi cho bác khách ở Tân Lập, Đan Phượng. Bác mua một cái chiếc radio. Rất cảm ơn các bác mua hàng ngay nào tôi được đóng hàng gửi đi. Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ nhiệt tình của các bác. Cứ sản phẩm quay rõ ràng là các bác tin tưởng ủng hộ. Đây. Có thế nào bán thuận. Loa này bát rất đẹp luôn, cái mảng bát. Và đặc biệt cái con loa này gân nó là gân xếp. Gân giấy vải xếp. Nó như kiểu là gần giống ấy, kiểu là gân xếp vải tập dầu của dòng Pioneer. Đó, con này nó có gân vải kiểu xếp như vậy. Nhưng nó không tập dầu đâu. Gân này thì không bao giờ sập mục. Còn đa phần những cái đôi loa này đều là gân cao su. Nhưng đôi này nó lại là gân vải. Hàng cao cấp mà. Đấy mặt sau. Nói chung là tổng thể góc cạnh còn rất cứng cáp và đẹp. Cái này nó trợn mất một tí sơn ở góc này. Bình thường nó như vậy. Nhưng nó là mặt sau. Không hề quan trọng chút nào. Tổng thể nha. Tổng thể nó còn rất cứng cáp và đẹp. Ở đây nó chỉ trợn mất tí sơn thôi. Tôi để giá 1,4 triệu cho các bác chơi. Nó nếu mà bộ dàn này, nói luôn các bác, bộ dàn này thì nó tầm 4-5 triệu. Nếu cả bộ 70W loa 4 ohm. Sản xuất tại China, sản xuất tại Trung Quốc nha. Các bác đừng có sợ nha, bởi vì đây nó đặt công ty tại đây, công ty Onkyo. Nó là cùng một đôi này, số CD 5755 5755. Những cái dòng dàn cao cấp bây giờ ấy thì không sản xuất tại Trung Quốc thì sản xuất tại đâu các bác? Bởi vì nó đặt công ty tại đấy, nó lắp ráp tại đấy. Có nào phải nói rõ để các bác biết. 1,2 triệu đồng. Một đôi loa cực kỳ chất để các bác chơi nhạc trong phòng ngủ hoặc là trang trí ở phòng khách, nghe nhạc xem phim. Loa đầy đủ các giải âm bass mid chép. Tôi sẽ mở to cho các bạn cảm nhận. Rất sang trọng luôn. Điện nắp che e-căng còn quá mới luôn. Thường thì e-căng thì nó sẽ bị rách nhưng con này vẫn còn đẹp. Nói chung là quá mượt mà. Trời dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua câu suối bông nụ thăm sông. Tôi định bán với giá 1,5-1,6 triệu. Thôi để giá 1,4 triệu cho các bác dễ chơi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bề cao là 30, bề ngang là 17, còn bề sâu là 24. Đó, kích thước rõ ràng như vậy các bác nha. Xin chào, hẹn gặp lại.